chào Tường. Dạ. Yeah. Sau lời kết của series 90 ngày trước tuổi 30 của Tường thì mọi người đang rất là choáng váng. Yeah. Về việc Tường không làm cô dâu nữa và giờ là chú rể đi tìm cô dâu của chính mình. Thì không biết mất bao lâu để Tường có đủ dũng khí để làm điều này. Tôi nghĩ là nó cũng mất phải... Nó giống như là cái dũng khí mình phải được nuôi dưỡng qua những cái trải nghiệm của mình. Giống như từ... Dĩ nhiên Tường biết là Tường thích con gái lâu chứ. Nhưng mà không phải là... Thứ nhất là không phải là mình theo trend. Thứ hai là không phải cái sự bồng bột. Mà là đủ cái trải nghiệm từ 20 đến 30 tuổi đủ để mình biết là à... Không phải là mình đang theo trend, mà thật sự là tâm tưởng của mình, suy nghĩ của mình, cái thiên hướng của mình nó là như vậy. Nhiều khi mình nghĩ là mình hiểu mình nhưng chưa chắc đâu. Lỡ như ok, ngày hôm nay tôi mặc vest rồi, ngày mai tự nhiên tôi lại thích mặc váy lại thì sao? Cho đến khi mà mình thấy là cái suy nghĩ của mình nó đủ lớn, cái trải nghiệm của mình đủ để mình hiểu là ừ, đó thật sự là tôi. Cái vấn đề vì sao mà Tường lại chọn cái thời điểm này để mà... nói một cái câu statement giống như là một lời khẳng định là I'm gay. Bởi vì là mình biết là sau 30 sẽ có rất nhiều người sẽ hỏi là, đúng không, những cái người lớn tuổi họ sẽ hỏi là ừ, bao giờ con lấy chồng hay là bao giờ con lập gia đình rồi tính con cái làm sao các thứ. Mà mình nghĩ là mình là người có trách nhiệm với những cái sự lựa chọn của mình và mình luôn sống hết mình vì nó. Cho nên là mình nghĩ là nên là lúc để mà mình nói là ok, đừng hỏi những câu đó nữa. Vì tôi là gay và tôi muốn là mình sẽ nắm tay cái người mình yêu đi vào lễ đường và vẫn có con, nhưng mà mình sẽ tìm cô dâu chứ mình không có tìm chú rể. Yeah. Vì không biết cái thời khắc nào trong quá khứ Tường nhận ra là mình không giống như những cái bạn gái khác. Khoảnh khắc khi mà mình bắt đầu chú ý tới là cái gì tôi thích và cái gì tôi không thích, cái gì là giá trị của tôi và cái gì là giá trị mà người ta gán vào cho tôi. Nó bắt đầu từ chuyện em cắt tóc chứ. Cắt tóc và bắt đầu viết những ca khúc của mình. Và khi mình viết ra những ca khúc của mình thì mình nhận ra là à, mình cảm giác có một cái sự giải phóng ở đây. Qua câu từ mình hát, qua cái cách mà mình viết lời, thì mình suy nghĩ là có phải là mình càng đồng điệu với ở bên trong của mình hơn thì mình càng cảm thấy giải phóng hơn không? Thì đúng là như vậy. Và đâu đó, lúc đó thì tự nhiên vũ trụ lại gửi đến cho mình. Chắc là nhiều khi mình cắt tóc xong thì mình đẹp trai hơn chẳng hạn, mình đẹp trai hơn trong mắt người khác chẳng hạn, mình có sức hút hơn chẳng hạn. Thì bắt đầu những cái duyên nó tới và mình bắt đầu nhìn nhận xem như thế nào. Sự chối bỏ cái thiên tính tự nhiên của mình nó bắt nguồn từ cái nỗi sợ tự thân. Đúng, chính xác. Hay nó còn bắt nguồn từ cái nỗi sợ mình không biết phải đối diện với gia đình mình như thế nào và xã hội liệu có ghi nhận mình. Những cái câu hỏi về giá trị bản thân mình nó đi theo mình từ nhỏ tới lớn. Và đặc biệt hơn khi mà những cái hệ thống giá trị của mình nó hoàn toàn, nó cũng không phải là nó hoàn toàn khác mà là nó nằm ngoài đám đông. Và nó đòi hỏi mình, có những lúc mà em cảm tưởng là mình sợ đến mức là, có nghĩa là sợ đối diện á, tới cái mức là mình kìm nén hết tất cả những cái cảm xúc của mình. Cảm tưởng như là mình thể hiện điều đó ra thì mình là một tội lỗi rất là lớn. Mình là một cái tội đồ rất là lớn. Và cho đến khi trải nghiệm mình đủ tới thời điểm này và cho đến khi mình mạnh đủ để mình nói lên là ừ, đây là tôi. Còn những cái gì các bạn gán cho tôi không phải tôi. Mà để mà có được cái sức mạnh đó thì nó đòi hỏi là mình phải đối diện rất nhiều những cái thử thách. Chủ yếu là những cái sự đấu tranh về nội tâm. Kể cả cái sự vượt qua từng cái cột mốc một trong cái sự nghiệp của mình. Để mà mình nhận ra được là à, cái giá trị của mình nó đâu nằm ở đó đâu. Cái giá trị của mình nó nằm ở cái giọng hát, nằm ở cái tư duy của mình, nó nằm ở những cái gì mình đã cống hiến cho cuộc đời này. Nó chưa bao giờ nằm ở chỗ là cái vật ngoại thân của mình nó là gì. Nó chưa bao giờ nằm ở chỗ là mình mặc đồ nam hay nữ, nó chưa bao giờ nằm ở chỗ là mình có bao nhiêu tiền quyền tiếng. Nó chưa bao giờ nằm ở chỗ đó. Nhưng mà để nhận ra được điều đó thì mình phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, bằng công sức, bằng tất cả những cái thứ mà tưởng chừng có những khoảnh khắc là chỉ có một mình đứng đối diện với cái nỗi sợ đó và mình rất là run sợ mà mình phải bước qua, mình phải nhảy qua. Thì những cái lúc đó chả có ai đứng đó và vỗ vai mình bảo là kiểu là hãy mạnh mẽ lên đi, không có ai đâu. Chỉ có mình thôi. Chỉ có mình đối diện với mình thôi.
Và cảm tưởng tường cũng chưa biết, thật sự là mình cũng hiểu được là sẽ có nhiều luồng trái chiều các thứ này nọ kia, nhưng mà sâu trong mình cái tập 2 của series này nó cảm giác như là một cái sự release, một cái sự cởi trói cho những cái gì mà mình còn đang lấn cấn. Cuối cùng thì trước khi mình qua 30 thì mọi thứ nó đã mở ra một cái chương mới. Cuộc tình đầu tiên á, khi mà Tường được cởi trói á, cột mốc mà Tường nhận ra Tường là ai trong cuộc đời này, Tường có thể chia sẻ thêm về điều đó không? Em thì em ngại lắm. Em thì chia sẻ chút về cái cảm xúc của mình. Nó giống như cái chuyện là mình skincare như nào, giờ mình bỏ mặt cái bản mặt của mình không skincare thì ngay mình ập cái đầu tiên vô, dưỡng ẩm đầu tiên vô, tự nhiên cái nó glowing lên. Nhưng mà đó chỉ là cái nó giải quyết cái lần đầu tiên thôi. Nghĩa là khi mà mình tìm tới một tình yêu mà cũng xuất phát từ sự bất an của mình thì cũng sẽ sai. Có nghĩa là okay, cái câu chuyện là thừa nhận là nam nó chỉ giải quyết được câu chuyện về sự ghi nhận với chính mình thôi. Còn những vấn đề với một couple bình thường trong chuyện tình yêu thì Tường mới thấy là wow, nó còn một đống thứ chứ không phải là chỉ là câu chuyện là tôi tìm một người thừa nhận tôi là nam thì tự nhiên là mọi chuyện nó sẽ đẹp. Nó không có chuyện đó. Và Tường chỉ cảm thấy là Tường thật sự biết yêu và thật sự biết gọi là giá trị của tình yêu là gì khi mà gần đây, khi mà cái tình yêu hiện tại của Tường. Cái tình yêu đó đã dạy cho Tường không phải là chỉ biết chăm chăm vào một người mà còn biết cộng đồng, biết gia đình và quan trọng là từ bi với chính mình. Có nghĩa là cái tình yêu đó làm cho mình nở hoa về mặt con người hơn là câu chuyện là đi vào một tình yêu và kêu là em hãy ghi nhận anh đi, anh là nam nè, rồi anh có đủ sức để gọi là gánh vác này. Thì cái tình yêu đầu tiên nó chỉ làm được câu chuyện đó thôi. Nhưng cái tình yêu hiện tại của Tường mới làm cho Tường cảm giác được là anh cứ luôn là anh thôi. Cứ chỉ cần là anh thôi. Và hãy từ bi với mình. Không biết có ai nói với Tường không? Thì chị cảm thấy là trong cái ánh mắt của em, cái nụ cười của em và cả cái cách em nói nữa, trong đó nó có một cái sự tôn trọng, một cái sự yêu thương. Những cái dấu hiệu chỉ có thể ở một cái người đang yêu và được yêu trọn vẹn. Tới thời điểm này em vẫn thấy là do vũ trụ sắp xếp mọi thứ tới đúng hiện tại. Không biết là trong cái quyết định come out của Tường á, là bao nhiêu phần trăm là vì là mình muốn làm cái điều đó cho chính bản thân mình ở cái ngưỡng tuổi 30, và bao nhiêu phần trăm là vì cái người con gái mình yêu? Không, em nghĩ là em vì một em 100%. Tại vì là bạn của Tường cũng là một người rất là quan trọng, thậm chí là dùng cái từ quan trọng những gì mà Tường muốn. Đó là lý do vì sao mà Tường được chữa lành 100%. Tại vì sao? Ngày xưa trước khi mà Tường gặp bạn Tường thì bao giờ Tường cũng đặt những người khác lên hết. Ba mẹ muốn gì? Xã hội muốn gì? Fan muốn gì? Chưa ai bao giờ hỏi mình là Tường muốn gì. Cho nên là đối với bạn của Tường thì quan trọng là Tường muốn gì? Anh muốn gì? Cho nên Tường nói là Tường không có nhu cầu. Ok, sau khi mà Tường come out, Tường cũng không có nhu cầu ai gọi Tường phải là anh, hay cái Tường cũng không có nhu cầu muốn gọi anh, cô, chị, bác, chú gì, thoải mái. Tường chỉ cần là anh với một người thôi. Và đối với bạn đó thì mong muốn của Tường là tất cả. Giống như mong muốn của Tường là tất cả. Lúc nào bạn ấy cũng sẽ hỏi là Tường muốn gì. Nếu mà Tường cảm giác là lúc này là lúc mà Tường muốn làm điều đó thì hãy làm đi. Và bạn ấy cũng tin cái nội tâm của Tường, giống như là chị đang tin Tường vậy đó. Và thậm chí nhiều lúc mà Tường còn không tin chính mình thì bạn ấy là cái người nói là không, cho mình thời gian, nếu như là anh cảm giác là chưa đủ thì hãy cho mình thêm thời gian đi.
và cái người đó làm cho mình calm lại rất là nhiều, kiểu là bao nhiêu cục xúc của mình nó dâng hết và nhường chỗ lại cho cái sự bình an để đưa ra những cái quyết định mà thật sự là mình muốn. Cho nên là cái chuyện mà Cường come out nó là đúng, nó là cái câu chuyện 100% là bởi vì mình muốn. Cái thứ hai nữa là khi mà mình làm xong mình mới thấy là thôi khỏe quá đỡ cho mọi người xung quanh mình kiểu vậy các thứ. Nhưng mà nó cũng đã là một cái quyết định sau cái thời điểm mà mình trải nghiệm nhiều đủ, chứ không thôi thì nó thành ra là nó cũng không hay. Có nghĩa là với thế giới thì Vũ Cát Tường chỉ là một người, nhưng mà đối với một người Vũ Cát Tường là cả thế giới, đúng không? Dạ đúng. Em giống như là một cái tiểu tinh cầu, và chị nghĩ là rất là khó để tìm được một cái người đồng điệu có thể đồng hành với em trong những cái nhịp suy nghĩ, những cái diễn biến nội tâm của em. Dạ, thật ra người mà cùng đi với em thì có nghĩa là không phải chung một mình người em yêu, mà còn rất là nhiều bạn đồng hành. Nhưng mà chị nói đúng cái ý là trong những cái lúc mà thời khắc quan trọng nhất thì thật ra cái người em nói chuyện nhiều nhất chính là chính em. Và những cái sự đấu tranh về nội tâm, những cái sự chuyển biến về mặt tư duy và gọi là giải tỏa chính mình, hay là trả lời những câu hỏi mà không ai trả lời được, thì chỉ có mình thôi. Thì chỉ có mình thôi, chứ không phải ai đến đó nói với mình là phải nên làm như thế nào. Ngày xưa thì em hay nghĩ là chỉ có một mình, nhưng mà về sau này em hay nói là em luôn luôn có vũ trụ. Kiểu như là ông sẽ là người chất vấn mình, sẽ là người đặt cho mình những cái câu hỏi là để mà mình phải đối diện với những cái nỗi sợ sâu sắc nhất của mình. Và nó cứ cuồn cuộn ở trong đó, cho đến khi mình trả lời được câu đó thì tự nhiên mình sẽ thấy mình thăng hoa. Và nó chỉ có mình với vũ trụ thôi. Khi mà em quán chiếu lại những cái cột mốc, những cái thử thách mình đã vượt qua, thì em có nhận ra là cái kim chỉ nam nào trong đời đã có thể dìu dắt mình đi qua những cái khoảng lặng mà có thể mình cảm thấy mình trong trên, mình nao núng khi mà bên mình không có ai cả? Em nghĩ kim chỉ nam nó có, đối với em bây giờ là em thấy có hai cái. Một là mình phải thật với mình. Mình phải thật sự rất là thành thật với mình là mình muốn cái gì. Dĩ nhiên nhiều khi là cái điều mà mình muốn á, ở bên ngoài sẽ làm cho mình sợ để mình nắm lấy nó. Tại vì cái điều mình muốn, không thể mình muốn phát là ngày mai nó sẽ thành hiện thực. Nhưng mà mình phải biết chắc chắn là mình muốn cái gì. Rõ ràng là mình đâu có muốn lấy một người đàn ông, và mình biết điều đó. Vậy thì mình hãy cho mình thời gian. Một là thành thật với chính mình, hai là cho mình thời gian. Từ muốn mình sẽ trở thành ai, hay là mình sống một cái cuộc đời như thế nào trong kiếp hành trình ngắn ngủi? Hay quá. Em nghĩ cái câu này là một câu hỏi lớn. Tới thời điểm này thì em chỉ có thể chắc là trong 3 đến 5 năm thì mình muốn trở thành một người chữa lành những người khác bằng âm nhạc của mình. Giống như ngày xưa khi mà mình 21 tuổi, cái mơ ước của mình là gì? Cái mơ ước của mình chỉ đơn giản là mình muốn hát và sáng tác. Mình chưa bao giờ nghĩ là những cái bài hát mà mình viết ra nó lại có sức ảnh hưởng tới cộng đồng của mình, và làm cho họ gọi là thay đổi bản thân họ, hoặc là họ được chữa lành, họ được yêu thương, họ được dìu dắt qua những cái nỗi đau mà nhiều khi chỉ có một mình họ với cái bài hát của mình lúc đó thôi. Mình đâu bao giờ biết được. Thì cho đến năm 30, gần 30 thì em cũng nói là hiện tại mình đang làm tốt công việc của mình, thì mình làm tiếp tục thôi. Còn khi sau 3 đến 5 năm nữa, vũ trụ lại mở ra một cái gì nữa, khi mà ông thấy mình mạnh mẽ hơn, ông thấy mình có khả năng gánh vác được nhiều hơn, nhiều khi ông lại đưa nhiều thứ hơn. Thì lúc đó mình sẽ bắt đầu, ok, mình sẽ trả lời tiếp là mình là ai. Nhưng bây giờ Vũ Cát Tường 30 tuổi thì muốn trở thành một người cùng đồng hành với những người khác trên con đường chữa lành. Tấm huy chương thì nó có hai bề phải trái, giống như trong việc sinh có tử, hoặc là được luôn đi kèm với mất, vinh thường đi cùng với nhục. Thì dù muốn hay không, mỗi người chúng ta đều phải đối mặt với cái điều đó. Thì có bao giờ Tường nghĩ khi những cái chuyện được mất trong đời nó đến với mình, những cái vinh quang, sự tung hô của đám đông, đến một ngày nào đó nó không có nữa? Tường từng nghĩ về điều đó, nhưng mà lại không quá nhiều. Tường từng nghĩ tới một ngày nào đó khi mà không ai nghe mình hát nữa,
Tại vì cái điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra. Vì sao vậy? Mình chưa nói tới chuyện là một cái accident, một cái tai nạn nào đó xảy ra tới cái, với cái giọng hát và với cái cơ thể của mình, mình không thể đứng trên sân khấu. Cái đó mình chưa nói tới, mà mình đang nói là cái vòng xoay, cái sự phát triển của xã hội thì cái lứa sau nó sẽ đẩy cái lứa trước. Và người ta luôn luôn có nhu cầu nghe những cái mới, làm những cái mới và những nhân tố mới. Thế thì Vũ Cát Tường một ngày nào đó cũng không phải là một nhân tố mới, thậm chí bây giờ cũng đã không còn là một nhân tố mới nữa. Vậy thì hai câu hỏi mà Tường đặt ra: cái gì còn lại là của mình và cái gì mình không níu giữ? Thì cái còn lại của Tường, Tường nghĩ là nó thật sự là tài sản của Tường, đó chính là những cái sáng tác của mình. Nó vẫn mà Tường Tường nói đây là nghĩa đen luôn đó quý vị, nghĩa là nó vẫn là những cái chi phí tác quyền này nọ kia, mọi thứ nó vẫn là như vậy, có nghĩa là nó vẫn là cái nguồn thu, đúng không? Và cái thứ hai nữa, những cái sáng tác của mình về mặt cảm xúc, về mặt tư duy, nó vẫn đang healing những người, vẫn đang chữa lành những cái người mà, và đồng cảm với những người họ đang nghe bài hát đó. Tường nhận ra là chỉ cần là sau tất cả mọi thứ, Tường có nơi để Tường quay về. Tường có nơi Tường quay về, đó là cái người Tường yêu thương, đó là gia đình của Tường, đó là những người chào đón Tường. Mà kể cả ở ngoài kia không ai còn hô tên Tường nữa, không ai còn yêu những cái sáng tác của Tường nữa, thì họ vẫn yêu Tường như Tường là. Thông qua những cái điều mà Tường chia sẻ thì chị thấy không có một cái thời khắc nào yeah. Tường cho phép mình được hưởng thụ hết. Sao chị biết vậy? Luôn luôn phải suy nghĩ để làm dồi dào, làm lớn mạnh hơn những cái vũ khí mình đang có, và biến nó thành cái sức mạnh cốt lõi của mình, để mình cùng nó, mình đi qua, không phải chỉ trong nghề nghiệp đâu, mà đi qua kiếp người này nữa. Ngày xưa thì mình thấy là mình là một người rất là nghiện công việc. Nhưng mà cũng đúng khi mà chị nhìn thấy là em chưa muốn nghỉ ngơi. Tại vì sao? Mình còn trẻ quá. Trong cái suy nghĩ của em, muốn mà nói tới cái câu chuyện hưởng thụ các thứ thì phải sau 50. Và từ đó trước 50 thì mình hãy lao động đi. Tại vì em thấy là có rất là những người họ nằm ngồi trên một núi tiền, họ vẫn muốn lao động mà. Họ vẫn muốn có một cái sự tương tác với cuộc đời này. Ok, tôi có thể có nhiều tiền thì tôi sẽ đi làm từ thiện. Hay là tôi có nhiều tiền mà tôi vẫn còn đầu óc business thì tôi vẫn muốn làm một cái business gì đó. Họ không muốn ngồi yên đâu. Họ vẫn muốn có một cái sự tương tác với thế giới này để họ biết rằng họ vẫn có giá trị. Em nghĩ là cuối cùng người ta đều muốn lao động. Chẳng qua là lao động trong túng thiếu hay lao động trong chuyện có nhiều tiền thì vẫn muốn lao động. Trong suốt 30 năm cuộc đời, có những cái thử thách nào mà theo Tường đánh giá nó vượt qua cái ngưỡng chịu đựng của mình luôn, và mình có những cái giây phút mình hoảng loạn, mình cầu cứu một cái sự nâng đỡ từ bên ngoài? Để em nhớ lại nha. Có một lần, và nó xảy ra vào lúc Tường còn nhỏ trong sự nghiệp. Năm Tường 24 tuổi, trước birthday concert của Tường 2017, đó là năm 2016. Đó là cái thời điểm đầu tiên mà trong cái sự nghiệp của mình mà mình gặp scandal. Cái câu chuyện đó là mình cứ nghĩ rằng mình đứng lên bảo vệ những gì mình cho là đúng thì là hay. Sau này Tường mới thấy không có gì ngu bằng cái đó hết. Không có cái gì mà mình khờ dại như vậy. Cái hiếu thắng đó làm cho Tường phải đối diện với cái nguy cơ mất hết tất cả những cái giá trị mà mình đã xây dựng. Lúc đó là Tường rất là hoảng loạn. Mình cảm tưởng như là mình sắp hết mất hết tất cả. Và Tường gọi là cầu cứu, Tường gọi là người thầy trong đời của Tường. Thì thầy Tường mới nói cho Tường biết được là cái chuyện đó của con nó không cần thiết. Cái chuyện con la làng rào lên gì cần thiết làm chi? Tại vì mình đang còn rất yếu. Những giá trị của mình chưa đủ mạnh để làm một lời tuyên ngôn. Bây giờ bạn đã gần 30 rồi, bạn có một cái hành trình 10 năm trời để bạn xây cái giá trị đó, thì bây giờ bạn mới nói được. Còn cái thời điểm đó bạn mới vô nghề 2-3 năm,
mà bạn kêu gào những cái giá trị của bạn nó không có ý nghĩa gì hết. Lúc đó thì Tường mới hỏi là bây giờ con phải làm sao. Thì Tường nhớ lúc đó Tường đang ngồi năm đầu tiên của The Voice Kids. Trời ơi, rõ ràng mình đang làm thầy của nhiều người mà mình còn bị scandal thì nó khủng khiếp như thế nào. Kiểu như là bạn đâu có cái gọi là cái uy gì mà để nói người ta. Lúc đó thầy của Tường mới nói với Tường là chỉ có những đứa trẻ của con mới cứu con thôi, bởi vì nó là minh chứng cho những gì con sẽ làm. Và Tường nhớ những năm 2016 của Tường là Tường tập trung toàn bộ suy nghĩ tư tưởng của Tường vào những đứa trẻ của Tường. Tường muốn làm cho nó những bài hát hay nhất, Tường muốn tụi nó tỏa sáng nhất, Tường muốn tụi nó gọi là lột xác nhất có thể, vì nó chính là phản chiếu của mình. Những cái giá trị gì mình muốn xây thì mình sẽ gửi gắm vào nó. Bao nhiêu cái bất an của mình nó biến mất, tại vì mình thấy là cái giá trị của mình đang nằm ở đây. Mình cứ cống hiến, mình cứ cho đi, mình cứ làm liên tục. Tường nhớ thời gian đó có những lần mà Tường bị dị ứng da mà kiểu là mụn mà nổi lên mặt Tường thiếu điều, là cảm tưởng như là mới gọi là mới dậy thì luôn á, kiểu như là trời ơi, bao nhiêu mụn các thứ rồi nó lên hết, mình quá stress, mình quá ấy. Và rồi nó cũng qua và mình cảm giác là may quá, một cái lời cho mình đúng lúc mình cần. Không có viên kim cương nào trên đời không được tạo ra từ áp lực đâu. Không biết Tường có nhận ra không, chứ chị thấy là số phận á, vừa thử thách mà vừa rất là thiên vị Tường, để đưa đến trong cuộc đời Tường những cái con người mà Tường nên gặp vào đúng cái thời điểm cần. Chị ơi, em cảm tưởng là chị nhìn ra hết luôn á. Kiểu như em hay nói với những người thân của em là em luôn có cảm tưởng là vũ trụ luôn giơ cao đánh khẽ với em. Nghĩa là trước khi mà em chạch ra hướng một chút là ông ấy sẽ cho em, ông ấy bắt đầu đặt những câu hỏi để em phải độc thoại với chính mình. Giống như là khi mà em sai thì là cho cơ hội để sửa, mà cho cơ hội để sửa ngay lập tức. Em nghĩ là có những người họ rất muốn sửa, nhưng mà cái lỗi sai của họ nằm ở đâu đó 40-50 tuổi, họ không còn sức để sửa nữa, và cũng không còn nhiều thời gian để mà họ làm lại. Thì mình dùng cái từ là mình được thương và vẫn phải luôn luôn nghiêm khắc dạy dỗ mình, nhưng mà luôn luôn gọi là vượt qua là thưởng, vượt qua là thưởng, kiểu vậy. Thì tất cả những cái điều mà mình nói là vũ trụ chính là cái tiếng dội từ nội tâm của Tường nắm mình lại và hỏi mình, là chất vấn mình là tại sao mình đi như vậy. Thậm chí là ở cái thế giới bên ngoài của Tường lúc đó nó sẽ có những cái lực cản, kiểu là mình muốn làm cái đó tự nhiên cái đó nó cản lại, nó không cho mình làm. Mà một lần thì ok mình thử, hai lần ba lần mình phải suy nghĩ lại, ê, hình như đó là cái tín hiệu đang muốn bảo vệ mình, không muốn mình đi cái đường đó. Thì khi mà mình tĩnh lặng lại, khi mà mình nhìn lại sâu thì mình thấy mình hiểu lý do vì sao rồi. Và khi mà mình làm lại cái hướng mà mình đã thật sự muốn thì nó lại nở hoa. Càng lúc Tường càng hiểu hơn. Trong mọi sự mà nó xảy ra không như ý, là cái câu đầu tiên bật ra trong đầu mình là tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Phải quay lại nội tâm mình, vấn đề nó nằm ở đó. Chính xác luôn chị ơi. Nghĩa là em không phải là tư duy của một nạn nhân. Bao giờ cũng vậy, bao giờ khi chuyện gì xảy ra em sẽ hỏi lại là tại sao ông ấy đang muốn dạy điều gì, và có cái gì đó ở trong mình, trong cái cách mình suy nghĩ, hành động nó đã sai. Tại vì càng đi thì mình sẽ càng hiểu là cái thế giới bên ngoài của mình chính là cái phóng chiếu bên trong của mình. Còn bên trong của mình đang có vấn đề thì chắc chắn bên ngoài đó tự nhiên nó sẽ lóc lóc chỗ này chỗ kia, nhiều thứ. Cái năng lượng đông đầy nhất là chị nghĩ là lúc mà Tường được ở một mình, chiêm nghiệm và đối thoại với chính mình. Dạ, chính xác. Những khán giả, người ta có cùng cái tầng năng lượng đó và người ta tìm được cái sự kết nối sâu sắc với Tường. Dạ, em phải gọi là mình rất là biết ơn và cũng phải công nhận là nhờ có những người rất là trung thành với mình. Mình cứ đi đâu họ sẽ đi đó. Ý là mình khám phá cái dòng nhạc gì thì họ sẽ chiến đấu chung với mình. Nghĩa là những người Tường không nghĩ đó gọi là những người fan hay là khán giả trung thành, mà Tường sẽ gọi những người đó là những người bạn đồng hành. Bởi vì cái lúc mà mình, thật ra lúc mà mình vinh quang thì ai muốn tới. Có lẽ là dĩ nhiên là khi mà ra một cái tin gì đó hot về Vũ Cát Tường chẳng hạn, ví dụ như về giới tính, về tài sản, về những cái gì mà nó người nhất,
những gì là nó người nhất, nó vật chất nhất, nó mang tính vật tít nhất, thì tất cả mọi người sẽ chú ý tới, mổ xẻ. Còn những lúc mà mình một mình nhất, ai sẽ đi với mình? Những lúc mà mình cô đơn nhất và mình tự vấn chính mình nhất, và mình đi con đường yêu kê bây giờ ai cũng làm MV, bây giờ tôi muốn làm show. Cái thời điểm đó em làm show chỉ có một mình em là nghệ sĩ trẻ làm show thôi. Thì những lúc đó ai sẽ ở bên mình? Tại vì mình không giống đám đông. Mình không giống đám đông, và dĩ nhiên đưa ra cái thông tin đó thì nó đâu có hot như những cái mà người ta đang thấy bling bling ở trên đó. Thì chỉ có những người bạn đồng hành đó, họ chỉ cần biết đó là Vũ Cát Tường, tin và chọn và đi theo. Không cần biết là bài gì, chỉ cần đó là Vũ Cát Tường hát, chỉ cần là Vũ Cát Tường sáng tác, và chỉ cần Vũ Cát Tường xuất hiện, thì họ luôn ở đó ủng hộ. Làm sao mà mình có được những người đó? Và tôi nghĩ là không thể dùng cái từ là khán giả ha, trung thành hay là fan hâm mộ để dành cho những người bạn như vậy. Họ là những người bạn đồng hành với mình. Chị nghĩ là tất cả những khán giả mà yêu thương Tường á, sẽ rất là hạnh phúc khi nghe những cái chia sẻ này của Tường. Không phải là về cái việc là Tường sáng tác hay ra sao, rồi Tường có bài hit như thế nào, mà điều khiến cho những cái người bạn đó luôn yêu thương và ủng hộ Tường là chính vì con người của em. Em vui quá. Cảm ơn chị. Tường có đọc một cái comment của một bạn FM mà Tường thấy rất là thương. Kiểu như là khi mình đọc, mình hiểu hơn về fan của mình. Kiểu như là bởi vì là con đường mình khác, cho nên là họ rất là xót khi mà thấy là về vị thế, tiếng tăm, quyền lực của mình không được đặt ở cái vị trí mà họ mong muốn. Ý là họ muốn mình tỏa sáng hơn nữa, muốn nhiều người biết tới âm nhạc của mình hơn nữa. Họ luôn phải tự đấu tranh với những người xung quanh họ là tại sao mày lại thích Vũ Cát Tường, một cái đứa không nam, không nữ. Đó là cái đầu tiên rồi ha, là về giới tính của mình là họ phải đấu tranh rồi. Còn cái thứ hai nữa là tại sao mày thích cái đứa đó, trong khi là có bao nhiêu cái bài hot hit khác không nghe, rồi nghe cái bài đó có hot đâu, Vũ Cát Tường bây giờ có nổi tiếng nữa đâu, tao chỉ biết nó từ bài Cái Vết Mưa thôi. Thì họ phải chiến đấu, có nghĩa là họ luôn nghĩ là cái giá trị của mình đáng được nhận nhiều hơn, mà tại sao lại coi như là họ sót cho mình. Nhưng mà từ từ khi mà họ nhìn thấy cách Tường làm, họ hiểu ra được là dù cho cộng đồng có bao nhiêu người thì Tường vẫn đang làm công việc của Tường thôi. Tường vẫn đang viết những bài mà Tường hát. Tường vẫn đang từng bước một chiêm nghiệm chính mình và gửi gắm nó vào những cái sáng tác của mình. Nếu cộng đồng lớn hơn nữa hay là cộng đồng nhỏ đi thì mình vẫn phải làm công việc của mình. Và từ từ họ hiểu ra cái sự không nao núng của Tường, thì họ cũng bắt đầu dần dần zen hơn, kiểu là ok thôi, tụi bay nói gì kệ tụi bay, nhưng mà tao vẫn yêu quý Vũ Cát Tường ha. Nghĩa là mình mạnh lên thì fan của mình, cái nội tại của họ cũng mạnh lên, và họ đồng lòng với nhau, họ biết là họ có chính kiến vào cái niềm tin của họ, và họ không để dành sức để họ đi cãi những cái đó nữa, mà họ tập trung vào thay đổi chính họ và chứng minh cho mọi người thấy là cái sự lựa chọn yêu quý Vũ Cát Tường của tôi là đúng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách hỏi nhanh đáp lẹ. Trời Tường ơi, sẵn sàng chưa? Ba tật xấu của Tường. Ồ, ba tật xấu của Tường hả? Trời ơi, khó quá vậy. Nu ve khi ngủ có phải là một tật xấu không? Nút khi ngủ nè. Cục xúc. Cái thứ ba là gì mày? Trợ lý. Đói thì cọc. Đói thì rất cọc. Có nghĩa là đói thì đừng nói gì sâu sắc gì hết trơn, cho ăn trước. Lời chê bai gây ám ảnh nhất Tường từng nhận được? Không, Tường không ám ảnh gì hết trơn. Tường không ám ảnh gì hết trơn, ai chê Tường đây? Dị ba, kiểu rảnh quá. Nếu được chọn một nữ nghệ sĩ đóng cảnh hôn trong MV của mình, bạn sẽ chọn ai? Tường nghĩ có nhiều người muốn hôn Tường, chứ chưa chắc là Tường đâu muốn hôn ai. Hơi tự tin, sorry. Giữa Hồ Ngọc Hà và Diệu Nhi, bạn thấy ai quyến rũ hơn? Hai người quyến rũ theo kiểu khác nhau luôn á. Một người thì rõ ràng là quyến rũ theo kiểu phụ nữ rồi đó, còn một người thì họ quăng miếng mình mới thấy quyến rũ á. Tin đồn trong trang Tường đang hẹn hò với một bạn tên H, có đúng không? Huệ hả chị?
là ai? Hiếu. Hiếu. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi Tài ơi, chết tôi Tài ơi. Nếu một buổi sáng ngủ dậy thấy nằm cạnh mình là một người chồng sáu múi, bạn sẽ làm gì? Người đàn ông sáu múi thì em nghĩ chắc có, chứ người chồng gì em đâu có kêu nó là chồng đâu, nó là chồng em được. Em sẽ quay qua em nói gì ba, đâu đây vậy? Lộn tiệm. Nếu một ngày nọ Diệu Nhi tỏ tình với bạn thì sao? Không, nếu một ngày gì Diệu Nhi tỏ tình với em rất nhiều lần. Công khai cũng có mà. Công khai, luôn luôn là công khai. Em vẫn luôn open thôi. Nếu không làm ca sĩ, bạn sẽ làm công việc gì? Ngày xưa thì em sẽ trả lời em sẽ là kỹ sư, y sinh theo cái nghề của mình. Nhưng bây giờ nha, em sẽ trả lời là em sẽ muốn làm bác sĩ tâm lý. Em thấy cái vấn đề đó đang là cái điểm thiếu của tất cả mọi người. Cảm ơn Tường rất là nhiều.